Thân ái xin chào các bạn. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio rất vui khi quay trở lại với chương trình giới thiệu sản phẩm với các anh em chúng ta. Vậy thì hôm nay Quý Nguyễn giới thiệu với các anh em hai sản phẩm. Đó là một đôi loa Westfalen đến từ nước Anh và một chiếc âm ly 2000 bốn la mã đời nông đến từ nước Nhật Bản. Vâng. Chiếc âm ly này mình có làm một cái clip và mở ra rồi. Các bạn có thể xem trên đó cũng được nha. Bây giờ mình không tiện mở ra thôi. Để dành thời gian mình giới thiệu cặp loa này. Cặp loa Westfalen Diamond 9.6 đôi loa Made in Anh. Đôi loa khá là cao, chân dài, cao thước tha luôn. Cao gần 110 này, mình làm tròn luôn 108 110 cm. Chiều rộng là 25 và chiều sâu là 33. Đôi loa có màu màu nho khá là đẹp. Và như các bạn, những cái đôi loa của anh thì các bạn biết là nó người Việt mình rất rất ưa chuộng, và những đôi loa cái màu màu nho này này rất đẹp, trang bị trưng bày cũng đẹp luôn. Đôi loa này hay quay các bạn, hai cầu các bạn chơi pin quay được này, hai cầu này mình chơi pin quay được, trên quay thì mình lấy cầu ra chơi với những âm ly đời nông như mình đang chơi này thì mình lấy cầu ra. Loa Westfalen model Diamond 9.6. Đôi loa này 8 ohm, nhưng công suất của nó là đến 200W. 200W. Hai loa là 400W đó các bạn, và thấp nhất là 40W 90 dB. Loa này cũng khá là nặng, 25 kg, và đôi này thì chơi được rất thì nhiều thể loại nhạc này. Các bạn chơi nhạc vàng, nhạc 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 đen cũng được luôn. Đôi loa này ba quay. Mình lấy cái lưới ra để các bạn cùng chúng ta cùng xem nè. Ba quay, một mid, một chép ở trong một cái mặt nạ, và hai bắt 20 này, viền cao su zin luôn. Màng nó là bằng sợi sợi thủy tinh khá là đẹp, cái màng giữ hai bắt thật luôn các bạn nha. Đấy, đấy là cái loa phía bên này. Bây giờ chúng ta luôn xem luôn cái loa bên này, Westfalen này. Đấy, và mình lấy luôn cái lưới ra để các bạn chúng ta cùng xem. Các bạn mà có nhu cầu thì mình sẽ gửi qua Zalo những hình ảnh của những đôi loa này cho các bạn cùng xem nhé. Đây, khá là đẹp. Các bạn xem bên này. Mình phải xem trọn bộ luôn. Đấy, từ trên xuống dưới cao cao 1m1. Khá là cao. Trưng bày trong nhà cũng đẹp. Trưng hai bài đẹp đôi loa này nha. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn cùng Quý Nguyễn nghe một bản nhạc từ trên mạng internet với cái chiếc âm ly đàn ông 2000 hay là mã này nha. Chiếc âm ly này cũng 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 là một chiếc âm ly mà người ta hay dùng này, vì nó chơi loa JBL, những cái loa của Anh Quốc, những cái loa của Mỹ rất ok. Chiếc âm ly 2000 hay là mã này. Rồi, ok, xin mời các bạn cùng nghe một băng nhạc nha. Vâng, bây giờ xin mời các bạn cùng nghe một thể loại nhạc nhẹ qua đôi loa Westfalen với chiếc âm ly đời năm 2000 hay là mã. Xin mời các bạn. Mình lấy nhạc từ trên mạng các bạn nha, nhưng mà âm thanh rất chuẩn, rất hay. Đôi loa này rất dễ xài. Thank you.
em vất vả. Chỉ vì yêu anh nên em mất cả tình một anh ơi, em lang thang giữa cuộc đời bên sông cuốn một người nhìn đây. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, một mình em thôi lang thang lối nhiều. Còn lời trong em sông reo tháng ngày dài lên lên suốt một đời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.